tay cháu Lực thì đang cầm những cái cốc, những cái ly mật ong mà vừa rồi cháu Lực rót ra, thì cô bác cũng đã cảm nhận được là cái vị đặc sánh của mật ong là như thế nào. Đấy, còn ở phần bên này là mật ong khoái rừng cô bác này. Đấy, mật ong khoái rừng thì bà con phải đi lên trên tít rừng già khai thác về thì mới có được cô bác. Đấy, còn ở phía bên này là chè cô bác này. Cô bác nhìn cái màu chè thì một màu vàng rất là đẹp luôn cô bác. Bên này là mật ong bạc hà, là mật ong rừng và mật ong khoái rừng. Kèm theo đó thì cháu Lực cũng có cái măng trúc rừng này cô bác. Măng trúc này thì được bà con đi trên rừng già khai thác về mới có. Ở phần bên này thì mảng Tây Bắc thì mới có măng này cô bác ạ. Tại ở bên kia là cái gói chè mà cổ thụ San Tuyết Hà Giang cô bác. Cháu Lực xin chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú, anh chị đã quay trở lại với nội dung mới trên kênh Bản Em. Một ngày mới chúc tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Hôm nay thì cháu Lực lại tiếp tục lên trên nhà của bác ông cháu là cập nhật cái tiến độ mà mấy anh em thợ xây dựng tới đâu rồi các bác. Hôm nay thì có bốn anh thôi. Có bốn anh đi làm rồi, anh Vinh với lại chú Bình với lại anh Quang thì hôm nay cũng nghỉ trên nhà, chưa có đi làm các bác ạ. Sáng hôm nay thì các anh đi, chiều thì các anh lại nghỉ các bác. Ở dưới thôn thì bây giờ phải nói là đấy là không phải là cái lý do mà cháu Lực nói cho các anh đâu. Mà ở dưới thôn thì thật sự ra là mùa này là mùa cưới này, xong là mùa lên tân gia rất là nhiều đấy. Nhưng mà trong cái quá trình đấy thì các anh xây dựng cái ngôi nhà thì vẫn rất là nhanh các bác. Vừa rồi thì cháu Lực lên thì em Sử đang ở ngoài điểm trường kia đánh bóng một chút, cho nên là cháu Lực vào đây trước và ghi hình cập nhật cái tiến độ mà các anh thợ làm nhà cho ba ông cháu tới đâu rồi các bác. Phần bên kia thì anh Thanh đang hoàn thiện thêm là cái công trình phụ bên này nữa. Có lẽ là hôm nay là sẽ hoàn thiện xong. Em chào anh Thanh nhá. Vâng, chào anh. Hôm nay thì hoàn thiện xong cái phần công trình phụ như anh? Hôm nay xong rồi. Hiện tại thì bây giờ còn gần mét nữa thôi. Và bên này nữa thôi cũng đã xong rồi các bác. Còn cái phần bếp lò thì hiện tại là làm cao đến đây thôi các bác ạ. Không có thể cao thêm được nữa rồi. Cái phần hiện tại cháu Lực đang đứng thì ở trên này có rất là nhiều cát, thành ra là hiện tại cháu Lực đứng thì nó sẽ hơi ngang ngang cháu Lực một chút cô bác. Nhưng mà nếu mà vận chuyển hết cái đống cát này ra ngoài thì rất là cao rồi. Bây giờ thì ở phần phía bên này thì anh Thanh nó phải bắc cái dàn giáo lên để mà xay đó cho cô bác. Ra phần phòng bên này thì các anh cũng đã chắt xong hết rồi. Hôm nay thì các anh sẽ đổ láng nền ở phòng bên kia một phòng trước các bác. Hoàn thiện là gọi là từng cái phòng một chứ không thể là mình chắt hết rồi mình mới làm. Cái phần trên này thì độ tầm mấy tuần thì mình dỡ được anh hai? Hoàn thiện hết phần xung quanh hết ra. Hoàn thiện hết thì mình mới dỡ đúng không? Vâng, xong rồi dỡ. Vâng. Thì mình để càng lâu thì nó càng chắc hay là như nào anh? Để càng lâu thì nó càng chắc thôi. Vâng. Không, bây giờ nếu mà mình dỡ nhanh sợ nó gãy. Bị yếu đúng không? Vâng. Mình coi anh năm nay được bao tuổi rồi? Anh 3 tuổi.
ba tuổi là đeo con giáo đấy nhỉ. Ôi kẹo này có vẻ để nát nát một chút phải bánh đây. Thế hả? Này, nói bằng tiếng Nùng thôi. Cái phòng nghe lòng này mình lát chưa anh hai? Bây giờ trộn nó xong rồi tán cho mà lát luôn. Vâng. Nhưng mà cá xong có thể vào đấy ngủ được ấy nhỉ? Thế mà ở trên này rột quá ấy. Cá xong thì nó được thì tối mai chuyển trong đấy ngủ thôi. Đêm thì khá là lạnh như cô bác ạ, đêm này ở trên này ấy. Nãy xử có ra đây chưa anh? Đây đây chưa thấy ra. Chưa. Gạch này giống nhau hết đúng không? Gạch này giống nhau hết mà anh. Lấy ngâm nước anh. Ngâm nước qua. Ngâm tầm bao nhiêu hộp anh? Mỗi phòng phòng kia là 9m2 là ngâm bao nhiêu hộp? Một hộp là 1m rồi đúng không? Một hộp 1m thì cứ ngâm trước 5 hộp á. Vâng. Anh gạch này thì hôm nọ cháu Lực định mang bạt phủ lên cô bác, nhưng mà cũng được là cô bác, các anh thợ nói là bây giờ gạch thì sau này mình lát nền ấy thì mình phải lấy ngâm, cho nên là không cần phải chế bạt cũng được. Chắc phải đào cái này rộng rộng ra mà anh cắt rồi này. Đào đây. Đây. Một tí nữa thì lát ra xong một cái phòng thì cháu Lực sẽ cho cô bác anh chị là cùng ngắm khi mà lựa chọn cái màu này, lát xong thì nó sẽ đẹp như thế nào cô bác nhé. Mình dùng để ngâm cái này thì nó có tác dụng gì anh hai? Nó như kiểu nó dẻo hơn đúng không? Ngày đấy mấy nứa lắt nhiều phải làm luôn một hố to chứ anh nhỉ? Cái thời tiết hôm nay thì cũng khá là nắng cô bác, khá là ủng hộ mấy anh em làm, có khi là hoàn thiện sau cái ngôi nhà này gì mấy mưa ấy. Đã được cũng rất là Lực cũng rất là mong cái điều này nó sẽ xảy ra chứ đừng có cơn mưa nữa, đừng có mưa nữa đấy mà. Ôi, vào đây, vào đây, đi về á? Sửa thì cũng vừa mới về rồi các bác này, chắc là vừa mới đánh bóng xong ấy, còn vác quần ở trên vai thôi. Giày dép sử thì toàn được các bác các cô là gửi từ bên Mỹ sang là nhiều. Ở bên Việt Nam thì cũng có gửi cho sử rất là nhiều. Này phải cuốc sâu hơn một tí ấy. Mỗ bài là linh mà tản hót lại nó đặng.
Này chắc phải mai lúc nào mà lát nhiều hơn không bác thì sẽ lấy cái thùng to dưới nhà xử lên để trên này múc nước vào trong và ngâm vào trong đấy. Nó sẽ được nhiều hơn. Mi không được không à? Bây giờ thì Sử cũng cầm điện thoại nhiều hơn nên ra là có những công việc gì thì điện cho Sử cái là đi là được luôn cô bác chứ không phải là đi mất thời gian mà đi nữa. Anh đang gọi chưa có nghe máy anh ạ. Tí Sử nó lên đây rồi thì anh xong. Ô, anh không đeo ủng à? Đi giày xe được à? Đây, hôm nay thì các anh sẽ lát cái phòng này là lát phòng đầu tiên này cô bác này. Lát xong thì cảm thấy là nhìn nó rộng hơn anh nhỉ. Để như này ấy, để nó gọn gàng vào ấy. Đây thì mình sẽ để nó khô hơn này anh. Xong bây giờ cán ra ngoài lát luôn. Lát luôn à? Vâng. Nhưng mà vừa này là mình cho nó trộn nó khô khô hơn một chút đúng không? Vâng. Cái này lúc mà anh vừa lát nền ấy, xong rồi em lấy rẻ cho anh thì anh vừa lâu luôn nhá. Vâng. Không thì máy nữa nó dính xi nhiều lắm thì nên là khó cậy lắm. Mấy nữa cậy nó cũng hỏng hết cái gạch ấy. Vâng. Ôi, cái đập của anh có vẻ như không ổn rồi. Cái ốp tường là ốp tường 10 đó anh nhá. Tường 10 ấy. Ở đây thì có lúc mà anh Vinh anh ấy bận không được ấy, cô bác thì anh Hai anh sẽ lên là phụ trách là thay anh Vinh. Anh Hai thì cũng là vào trong cái nghề xây dựng thì cũng khá là lâu rồi. Anh Hai thì còn biết cả cơ khí nữa. Ở đây thì có mỗi mình anh biết hàn thôi à? Anh Quang à? Thế là anh Quang với anh là trong vừa là cơ khí à? Nhưng mà nọ là anh em thấy anh làm thế là cũng đỉnh rồi đấy. Này tí cái gạch kia xong rồi mang cái thùng nhựa cái ra ngâm thôi anh nhỉ? Thùng nhựa chắc một phát là ngâm được tầm 5 thùng ấy nhỉ? Ở trong nước thì mình có thể ngâm được à. Này mua một chát tương đó. Một chát tương đó. Tương à? Tương à? Cô đấy. Cô? Mấy hôm nữa làm tương không? Cái cột này nó làm nhanh không? À. Sử ơi, em chạy về nhà lấy cái thùng hôm nọ anh Trình mua lên đấy nhá. Thùng nhựa cao cao này.
Vừa rồi anh điện không nghe cái thùng ấy. Cái thùng thùng mà hôm trước đựng nước ấy, trước chưa mua cái tách ấy. Cái thùng mà để cất lên trên giá ấy. Để đấy ngâm cái gạch kia kìa. Nhá. Mình không biết thùng gì. Từ từ, anh cho xem ảnh đã. Thùng đen. Cái thùng đen đen á. Đúng rồi. Biết chưa? Đấy để cái gì? Ngâm gạch. Ngâm gạch. Ngâm xi. Ngâm gạch cho nó dẻo dẻo mới chắc được ấy. À mới ốp được ấy. Đấy, tí để ngâm này, ngâm này này. Đấy. Bọn em ngâm một tí, phòng kia là lát được một phòng trước luôn. Cái màu này thì có vẻ như là bây giờ cô bác anh chị đang theo dõi trên thước phim thì nó sẽ hơi có màu đỏ đỏ, là hơi màu đỏ nhưng mà nó sẽ không có màu gọi là màu đỏ hẳn, nó sẽ ngâm ngâm một chút đấy cô bác. Đây, như viên gạch này xuống là viên màu đỏ nhất này, nó sẽ khác nhau hoàn toàn các bác nhé. Cái màu này thì phải nói là rất là sạch sẽ cái ngôi nhà của mình thì các bác này. Nước này thì có vẻ như là bây giờ gần cạn kiệt rồi đấy. Đợi nó cạn thêm một chút thì sẽ làm được cái rãnh ở đằng sau nhà này luôn. Sử thử lấy một viên gạch ướm vào trong xem có nước vừa ở phần đấy, ở phần đít không. Em lấy một viên để xem nào. À rồi, dựng thế thì dựng lên em ơi. Đấy, cứ dựng lên như thế đi. Này tí mình đổ nước vào thì nó sẽ được rồi, tí được rồi. Cái này kệ nó đi. Từ bây giờ lấy cái xô về, xong rồi hứng nước múc vào. Đấy nha. Nào. Sử ôm cái này ra cho anh Phát. Bê lên trên này. Là cái chậu à. Bê gạch bỏ vào đây đi. Ba hộp đấy. Anh ở đây anh múng nước vào. Sửa bê anh nhá. Đấy rồi. Cháu xin kính chào quý bà cô chú anh chị. Này mà gây à, sẽ đông tùa. Ồ. Nó vào gây mà. Tao lắng với đêm đi lại không? Hôm nào anh không biết, anh cứ tưởng là để ngoài mưa nó sẽ bị hỏng ấy. Bây giờ em đi vào hỏi anh hai xem là ngâm bao nhiêu hộp nhá. Vâng.
Bây giờ đang ngâm 5 hộp rồi. Anh ơi, máy không uống đủ ấy. Đấy. Gầy ấy. Ừ, 8 hộp, 9 hộp. 9 hộp ấy. Anh ngâm 8 hộp cho anh. Vâng. Hả? Khuôn nó bé này hỏi đúng không? Mơ luôn, của hoa khuôn nổi này rồi, chín luôn. Tay nó sắp thử, nắm lại nhỉ. Ngâm bao nhiêu hồ bé sử ơi? Bảo là cho 8 hồ trước. Hả? 8 hồ ơi. 8 hồ à? Vâng. Ờ. Thế bây giờ là được 5 hồ rồi, còn 3 hồ nữa. Bây giờ 5 hồ nữa, chỉnh thôi. Rồi tí, nhưng mà tí để nước vào nó nhẹ trọng lực thôi mà. 6 hộp vậy à? Thế còn 3 hộp thì chắc cho tí cho vào đây nhỉ? À, tí ngâm xong được rồi. 2 hộp chắc cho vào đây. Ôi, cái nguồn nước này gần cạn rồi đây này. Nguồn này thì cạn đấy. Bây giờ thì cho nước vào là được rồi. Mới chưa? Ngày mới chưa? Có. Sửa nó một tí nhỉ? Vâng. Ôi. Cái gì? Cái xô ấy. Không có rồi. Ôi, sao cái kia lại chạy đi rồi? Cái bay của ai đây anh? Mất đấy. Mất bay đấy. Anh làm tốc độ như này trừ lương ấy. Hải là hôm nay không đi học rồi nhỉ? Dạ. Hôm nay ở nhà làm cái gì? Nhà chân châu về. Chân châu á? Dạ. Thế vừa đi chân châu về à? Dạ. Hải thì thứ bảy chủ nhật các bác không muốn đi học thì ở nhà chỉ có phụ được cho em
xử với ông là chăn trâu thôi. Trâu thì ăn no chưa? Dạ. Cho rồi à? Dạ. Mình đi sang bên kia xem mà các anh lát ra nền đi. Đi. Đấy, bây giờ thì các anh sẽ lát ra cái phòng này là lát ra đầu tiên nhất này các bác này. Đây là lát ra chừa ra một khoảng để mình ốp tường anh. Dạ. Vâng. Lát phòng này đầu tiên tối xử vào đây ngủ nhá. Hả? Sao lại không chắc? Lát xong đến mai là ngủ được rồi. Lát xong là đi trên thoải mái rồi. Cái hôm nào em đưa cho anh một cái túi túi xi trắng đúng không? Hôm nọ thì những cái túi mà xi trắng của bác cháu Lực còn không có nhớ là mua cái anh chở vật liệu thì cũng biết là cháu Lực chưa mua, anh ấy lấy cho cháu Lực luôn. Cả đinh vít nữa. Bây giờ là cứ thế mà bây giờ mình trộn này là ốp vào đây anh. Này anh chế một cái đầu ấy à, xong là dùng cái máy kia bắn cho trộn. Để một tí bây giờ đi xem còn cái sắt nào không. Có chưa anh? Hết rồi sao? Hết rồi. Sắt thì cũng được các anh tận dụng phải nói là rất là kỹ càng các bác ạ. Không có để dư ra một thanh nào luôn. Tại vì hôm nọ cháu được lúc mà tính vật liệu ấy thì cháu được cũng lấy lên là đủ luôn. Ông ở nhà không hả Hải? Có ạ. Có à? Ông đang làm gì giờ đây? Thế là ngày mai là được chắt ra phòng bên này chưa anh nhỉ? Ngày mai mình được chắt phòng bên này chưa? Mình chắc ngoài chứ à? Vâng. Bây giờ mà bật mí những công việc của các anh quá thì ngày mai lúc mà cháu được lên ghi hình này ra là các bác không có xem có hồi hộp nữa. Phải chưa có bật mí thì các bác xem thì mới có sự hồi hộp được. Này, sử cháu mất sử ơi. Sử á? Cháu mà. Cháu mà. Cái này như kiểu là làm như kiểu sơn nhỉ. Sơn nếu mà mình pha thì mình có phải là làm như thế này đấy. Hải đi, nghỉ chân cháu cái là chạy đến đây luôn à? À. Hải sắp có nhà mới để ở đấy nhờ. Nay ăn gì mà bụng to đấy? Ăn cơm á? Ăn cơm với gì? Thịt à? À. Hay ở đây thì được bà An Phạm là hàng tháng gửi tiền cho
hai anh em Sử với Hải với ông nữa. Thì những cái bữa ăn của các em thì cũng đã dần được cải thiện rồi các bác. Như Hải lần đầu tiên mà cháu được lên gặp em mà lúc ăn cơm đấy, ăn cơm chan với nước lá của bác ạ, xong là vội vàng là phải đi làm tiếp rồi. Ăn cơm với thịt ngon hơn là ăn cơm với nước lá ngon hơn? Thịt ngon hơn à? Thế thì phải phấn đấu học giỏi nhá. Tương lai là ăn cơm chan với thịt nhá. Đúng. Bây giờ thì sẽ chuẩn bị ốp cái phòng này đầu tiên này của bác này. Thế vừa rồi thì anh Thanh cũng lại làm hoàn thiện thêm một chút cái phần công trình phụ này của bác. Đây có thể là cháu Lực đứng ở góc bên kia thì nó sẽ hơi thấp, nhưng mà đến góc bên này thì phải nói là đây, phải cao cả người cháu Lực của bác. Người cháu Lực thì được hơn 1m6 một chút thôi. Đấy, một chiều cao thì cũng khiêm tốn của bác, không gọi là quá là cao bao nhiêu cả. Còn về cái phần bên này thì phải nói là rất là chắc chắn rồi các bác ạ. Khi mà các anh thợ là đổ cái phần lanh tô này hết. Đấy, bây giờ thì đi lên trên nóc để chiêm ngưỡng lại cái ngôi nhà của ba ông cháu một chút. Bây giờ mình dựa đây thì có sợ đổ không anh ơi? Anh hai, cái này bây giờ chắc chắn rồi, mình sợ mình dựa đây sợ nó đổ không? Thoải mái rồi anh. Hôm nọ là chưa có được chắc chắn cho lắm. Ồ, chiều Sử làm cái cầu thang mà lên đây ngồi thì hết được chấm luôn nhỉ. Ở trên cao này thì lúc nào có mạng có sóng liên tục các bác. Gọi FaceTime các kiểu cũng được. Sau này mà nhà mà ba ông cháu mà ở trên này thì có thể là lắp tivi, nhưng mà phải nói là ở trên này là không có mạng đâu các bác ạ. Có mạng nhưng mà mình phải đăng ký các bác, mình phải đăng ký thì một tháng mình lại dùng tốn khá là nhiều tiền. Hôm nọ thì cháu Đức cũng đọc một số bình luận ở trên kênh nói với cháu Đức rằng là trước khi mình đi vào lập tôn thì mình phải lau qua một chút. Nhưng mà cô bác anh chị cũng thông cảm cho cháu Lực và hiểu cháu Lực là hôm đấy thì có lẽ là cháu Lực hơi sơ suất một chút. Nhưng mà cái khoảng thời gian này mưa nó hay mưa phùn đúng không bác? Thành ra là cứ mưa xuống một cái, lúc mà anh em thợ lại làm bụi biếc thì nó lại bay lên, nó lại bụi mụt hết trên này thôi. Cứ mưa to là nó sạch rồi. Ở đây thì sau này các anh lại phủ thêm một trắng thêm một lớp nữa. Đấy, sợ là nó bị dột đấy. Phải một xây một cái mái chữ A lên thì có vẻ là nhìn khác hẳn cái ngôi nhà luôn cô bác. Nếu mà theo Sử là làm bằng từ bên kia ra đẹp hơn hay là thêm một cái như này đẹp hơn? Thêm cái này đẹp hơn à? Ở đây thì cũng có làm thêm một ô tròn nữa này. Cái ô tròn này Sử thì tính để cái gì vào đây đây? Ồ, đến lúc đấy để anh suy nghĩ nhá. Cái ngôi nhà của ba ông cháu thì chắc là độ đâu đó. Bây giờ là từ lúc bắt đầu đào cái phần móng đến thời điểm hiện tại là được gần 20 ngày rồi các bác. Được gần 20 ngày thì bây giờ mọi cái thì cũng đã dần dần và ổn định rồi. Trong thời gian tới thì nhà của ba ông cháu đi vào hoàn thiện. Khi mà cháu Lực công khai tài chính lên tất cả mọi cái thì cháu Lực sẽ ít lên trên nhà của ba ông cháu hơn các bác. Phải nói là hai anh em gắn kết độ được tầm là 5 tháng rồi Sử nhờ. Đấy, được từng 5 tháng rồi. Cô bác không thấy em Sử là thay đổi lên khá là nhiều. Không còn hiện lên trên đôi mặt, trên cái khuôn mặt của mình những cái nét buồn về sầu như trước nữa. Bây giờ thì sẽ có cháu Lực cũng ghi lại một số những cái hình ảnh của em Sử tầm độ 6 tháng hồi trước so với thời điểm hiện tại thì phải nói là khác nhau rất là nhiều cô bác. Đường này thì bây giờ sợ đi qua sợ có đổ không anh Thành? Bây giờ đi thoải mái rồi à? Cái phần lò bên trên thì mấy đứa cháu Lực sẽ đổ thêm một cái lớp bê tông các bác nhá. Đổ một lớp bê tông nữa để lên trên cái phần ngói. Bây giờ là xong đấy. Xây như chỗ kia nó là xong đấy. Ở phần khu nhà bếp bên này thì cháu Lực sẽ tận dụng lại cái cây sao mộc của nhà ba ông cháu là để làm cái phần cây sang ngang của bác nhá.
chiên này thử bán ở tập phải luôn. Đấy, bây giờ thì anh hai cũng đã lát những cái viên gạch mà đầu tiên xuống một cái phòng ngủ trước rồi cô bác ạ. Còn công việc ngày mai của các anh thì cháu Lực sẽ lại tiếp tục lên cập nhật cho tất cả cô bác anh chị là cùng biết. Ở đây thì không ốp đến tận trong góc tường của bác nhé. Tường máy nữa còn ốp thêm là cái gạch ốp tường lên nữa. Ở đây thì các anh ốp xong thì một tí nữa anh sẽ lau luôn các bác nhé. Chứ để là để lau là xi nó chết là lau nó khó. Thì lúc mà mình dùng những cái bay thanh sắt cọ lên thì xước hết cả gạch nó ra. Thì nhìn gạch nó rất là xấu. Mình lát một cái phòng độ tầm 9 mét vuông này thì độ tầm 30 phút thì là mình lát xong anh. Tầm 1 tiếng à? Hôm nay liệu anh có lát được xong cái phòng ngủ đây không? Bây giờ thì cũng muộn rồi, 4-5 giờ đấy. 4 giờ rồi. Cái này có phải là cắt chỗ này vừa một viên không anh? Cắt chứ nhỉ? Có đấy, phải cắt. À cái chỗ đấy kêu gạch gốc tự. Cái phần là các anh lán nền này thì lán từ buổi sáng này rồi các bác. Buổi sáng này thì cháu Lực có lên ghi hình một lúc xong thì cháu Lực lại đi về.
có khi là một cái thước phim cháu Lực chia sẻ lên thì cháu Lực phải quay là tầm độ một ngày thì mới hoàn thiện cái thước phim đấy cô bác. Ở đây thì một tí nữa các anh lắp được hai ô các bác nhé, lắp được hai ô thì sẽ lâu qua một lần, chứ tránh là để lâu là nó bị khô hết cả xi đi, nhà lâu rất là khó. Này thì mình ốp này chỉ dùng nguyên xi thôi anh nhỉ? Vâng, dùng nguyên xi thôi. Đây đi ra xem cái công trình phụ của anh Thành đã hoàn thành, hoàn thiện cho các bác. Hiện tại thì bây giờ chỉ có mỗi anh Thành là anh ấy đang làm công trình phụ thôi. Đấy, sắp xong rồi anh nhỉ? Có cần em làm cùng không? Hả? Thôi. Có vẻ như là anh Thanh hơi bị chê cái tay nghề một chút của bác. Đây thì sợ là một tí nữa cháu Lực xay xong thì nó hơi cong keo luôn. Gạch thôi nhỉ? Thế thì em phụ anh gạch nhá. Sứ ơi, cái okay, có xe rùa đâu anh? Em để cái xe rùa đi chỗ đằng sau kia lấy gạch ở trên kia xuống đi. Đấy, đẩy đẩy. Cái gạch thì bây giờ còn viên nào ở đâu nữa thì sẽ bị mót hết về luôn cô bác. Ở đây thì có những cái viên gạch hỏng này cô bác này. Trong cái quá trình mà vận chuyển thì không thể là tránh khỏi được những cái viên gạch như này. Hãy từ xa xa nhìn thì bây giờ cái phần công trình phụ hoàn thiện nữa là xong thì nhìn có vẻ như là ngôi nhà nó khác hẳn hơn một chút các bác. Đây có nhiều có một số các bác cũng nhắn tin cho cháu Lực nói rằng là ở đằng sau này phải đào thấp nó xuống một tí thì nước nó mới không dột vào trong. Ở đây thì nước nó chảy từ trên kia xuống thôi, cho nên là cháu Lực cũng đã làm ránh mọi cái rồi. Bây giờ thấy nó chảy xuống thì nó chỉ chảy ra bên kia thôi, nó không thể chảy được đi xuống dưới nữa. Cái phần móng của nó thì trước khi mà cháu Lực lên làm thì cháu Lực cũng đã ghi hình cho tất cả cô bác anh chị cùng nắm gió rồi. Phần móng của nó thì làm mà rất là chắc chắn. Phần cắt với lại đá 1-2 thì sau này nó dư ra thì mình có thể là làm thêm được việc khác nữa các bác. Thí dụ như sau này sử có làm chuồng trại hay là gì thì có thể tận dụng lại được cái đấy luôn.
Còn những cái viên nào ở đâu thì anh em mình mót hết đi. Ở đây ấy. Trước cái khu mà nền nhà của ba ông cháu này, trước kia là một cái gọi là một cái mảnh nương để trồng rong nữa các bác. Thì cây rong này này. Hết chưa? Thế là đúng không? Em ở trên đây được, em ở trên đây ném xuống anh có đỡ được không anh Thành? Hả? Nhưng mà gần thì đây luôn. À đây sửa, sửa đây, dừng dừng ở đây. Đây bây giờ em ở đây đưa cho anh nhá. Anh ở đây đưa cho anh Thanh luôn. Giờ sẽ sớm phải đi, đỡ phải đi xa. Đó. Cái chỗ hiện tại nó lực đang đứng này thì có vẻ nhìn trong cái máy quay thì nó sẽ hơi hẹp, nhưng mà nếu mà cô bác ra đến tận chỗ này nhìn thì có vẻ khá là xa cô bác. Ở đây thì một sải tay cho lực với anh Thanh còn vừa mới chạm nhau thôi. Mỗi người một cánh tay ấy, vừa mới chạm nhau thôi. Bây giờ thì anh Thanh đang hoàn thiện là những cái viên gạch cuối cùng rồi, những cái viên gạch cuối cùng của nhà ba ông cháu rồi. Ngày mai thì sẽ tất cả mấy anh em là cùng nhau là gọi là tô điểm cho cái ngôi nhà, chắt cho ngôi nhà rồi cô bác. Mấy viên gạch thôi mà cũng đau lưng phết nhỉ. Nhờ anh nhở, tầm độ 30 viên gạch thôi đấy. Hay là em ở đây em sải xa quá nên ra nó bị sao ấy, đúng không? Hết chưa? Viên cuối cùng ném nhá. Hết rồi anh. Vừa tròn luôn nhờ anh nhở, đủ luôn, đủ zin luôn. Hay một tí nữa thì các anh lát ở phần sông kia thì xem ở nhà là có cái rẻ nào không? Có cái rẻ nào không? Mà tí lấy lên thì mấy anh em mình lâu qua một chút nhá. Hay phải nói là thật sự rất là buồn các bác khi mà vừa rồi cháu được nhận được một cái tin nhắn không biết là của anh nào và khán giả nào đang theo dõi ở trên kênh bản em. Có nhắn tin cho cháu Lực nói rằng là muốn giúp đỡ bé Quân là hoàn thiện cái ngôi nhà và muốn giúp cho em Quân là một cái tivi với lại tiền sơn nữa. Quân của bên anh chị Quyền Điển đấy. Xong thì cháu Lực cũng trả lời tin nhắn là đàng hoàng. Xong thì anh lại nhắn tin cho cháu Lực một cái tin bảo là trời sắp bị lừa. Thì cháu có nhắn tin hỏi anh bảo là anh nói là em lừa anh thì hỏi là em lừa anh cái gì. Cũng nói với cháu Lực rằng là tại sao lại dùng tiên quân. Thì cũng nói với cô bác anh chị rằng là bây giờ ở trên Việt Nam này, không chỉ hắn Việt Nam, cả nước ngoài nữa, đâu phải là tên là người ta không cho dùng trùng tên đâu các bác. Có rất là nhiều người trùng tên với nhau, không phải là ở xa mới trùng tên mà ở gần cũng trùng tên. Không biết là bây giờ anh có đang theo dõi cái thước phim mà em đang ghi hình này không. Nếu mà anh bảo là em lừa thì không biết là em lừa anh cái gì, lừa anh vì cái điều gì. Đấy, bây giờ thì anh nói em bị lừa thì xin phép anh là em không có trả lời thêm cái tin nhắn của anh nữa. Em cũng xin cảm ơn anh rất là nhiều đã hỏi em rằng là tại sao mà lại có tiên quân nữa. Những câu đó thì em có thể là chấp nhận em trả lời anh được, nhưng mà anh đừng có nói câu rằng là em lừa này nọ các thứ. Nếu mà trong khoảng thời gian đó em mà lừa, trong cái khoảng thời gian qua em mà lừa lọc khán giả hay là Mạnh Thường Quân thứ gì đấy thì cô bác anh chị đã nhận ra hết rồi. Đi vào xem là các anh một chút đi.
đấy. Còn gọi là những cái trong lúc mà mình làm như thế này không thể tránh khỏi được những cái bình luận và những cái tiêu cực xấu xấu được, nhưng mà dù ai nói ngả nói nghiêng thì lòng ta vẫn vướng như là kiềng ba chân thôi các bác. Mình không làm cái gì mà nó xấu hổ với bản thân, không làm cái gì hổ thẹn thì cũng mình cũng chẳng ngại ngùng cái gì cả. Đấy, bây giờ thì cái phần nhà bếp, phần công trình phụ cũng như là nhà vệ sinh thì bây giờ anh Vinh cũng dần là hoàn thiện rồi các bác này. Bây giờ chỉ còn vài hàng gạch nữa thôi là cũng được rồi. Đây là con của anh hai này các bác này, con của một anh thợ xây này, ra bên này chỉ chơi với gạch thôi. Nhà vệ sinh như này được chưa? Đủ rộng chưa? Rộng rồi đúng không? Có thể là bây giờ đi vào trong này thì nó sẽ hơi hẹp một chút các bác này, nhưng mà gửi những cái tấm ván ra thì nó sẽ rất là rộng rồi. Nhà vệ sinh thì sẽ ở đây nhá. Ở đây sẽ có nhà vệ sinh thì xây làm 3 ngăn rồi. Ôi, thanh niên này không đi dép à? Hả? Ở đây có đinh nhiều lắm đấy. Tối nay là cố gắng lắp cái phòng này cho xong anh nhỉ? Đây, ở đây thì các anh là vừa lắp đến đâu thì các anh là vừa dùng rẻ lâu từ đấy thôi các bác này. Đây, có thể là một tí nữa lắp xong thì sẽ lại lâu lại cho nó sạch hoàn toàn thêm một lần nữa. Ở trên cháu Lực lên trên nhà của ba ông cháu thì có những lên cháu Lực sẽ liên tục cập nhật là cái tiến độ mà ngôi nhà của ba ông cháu là tới đâu các bác nhé. Còn những cái chỗ nào sai sót thì có ba anh chị có thể nhắc nhở cháu Lực thêm, tại vì là phải nói là năm nay cháu Lực còn rất trẻ thôi các bác, cho nên là năm nay thì cái ngôi nhà này thì là cũng ngôi nhà mà đầu tiên và đầu tay của cháu Lực thì còn rất là nhiều điều mà sai sót rất là nhiều. Hay đến thời điểm hiện tại thì bây giờ ngôi nhà của ba ông cháu cũng dần dần là vào trong cái quá trình mà hoàn thiện rồi các bác. Chỉ độ trong độ tầm là nửa tháng thôi thì ngôi nhà của ba ông cháu sẽ được hoàn thiện lại các bác. Đấy, thước phim hôm nay thì cũng khá là dài rồi, chắc là cháu Lực cũng xin được kết thúc ở đây thôi cô bác ạ. Và hẹn gặp lại quý ông bà, cô chú, anh chị ở những sóng tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào các bác anh chị. Chào Hải, chào tạm biệt quý ông bà, cô chú, anh chị ạ. Chào Sự, chào tạm biệt quý ông bà, cô chú, anh chị.